Này, các ông có công nhận với tôi cái câu mà các cụ nói là con gái chân yếu tay mềm ấy, câu đấy là sai hoàn toàn đúng không? Các ông bao giờ đã gặp phải cái trường hợp là như thế này nhá? Ví dụ kiểu các ông thấy người yêu này, bạn thân hoặc là một đứa con gái bất kỳ nào đấy hay chơi với các ông, đấy, đang đứng chụp hình, các ông chạy ra, xong rồi các ông đánh yêu một cái kiểu đánh nhẹ rồi kiểu hư này, suốt ngày điện thoại này, suốt ngày chụp hình này, đấy, kiểu thế. Xong rồi nó bắt đầu nó quay lại nó nhìn các ông với một kiểu ánh mắt là hình viên đạn ấy. Xong nó giơ tay nó tát mấy ông nó đớp một phát. Thề lúc đấy mà mấy ông nhìn ngược lên kiểu gì cũng thấy chim gà vịt bay lít chít lít chít trên đầu luôn. Kiểu lúc đấy các ông chỉ muốn nói với nó một câu rằng: "Uầy, sao mày không đánh chết mẹ tao đi, mày đánh thế này, mày nửa sống nửa chết thế này làm cái gì?"